Rồi, xin chào các thầy các bạn yêu cờ trong video này em xin giới thiệu với các bạn ba trận đấu có tỷ số duy nhất của vòng 5 Thượng hải bôi diễn ra vào ngày hôm nay 19 tháng 9 2023 mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ rồi các bạn nhớ like trước xem sau cho khỏi quên nha comment ABCD luôn tới đây thấy thế trận không thể chống đỡ, triệu phàn vĩ đã buông cờ nhận thua. Nếu đi tiếp sẽ như sau. Lên tướng. Xe qua chiếu. Đã kéo về. Xe bình qua bắt pháo, dùng có pháo tấn chiếu sắc cục. Chân, chiếu tướng. Chí. Bình pháo qua chiếu. Chân, bỏ quật, có trùng, rồi sát cục. Vậy tiêu phần vĩ buông cờ hoàn toàn chính xác. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai. tới đây triều quốc vinh buông cờ nhận thua nếu đi tiếp sẽ như sao không chạy mã mất mã cũng thua xe ăn tượng đây tượng không ăn lên được nha thì pháo đâm chiếu sát cục này này cũng pháo ở đây buộc lên tướng rồi xe lùi về bắt mã chết mã luôn nha các bạn còn mã mà chạy thì kéo pháo về là hết đỡ luôn mà các bạn xem tiếp ván đấu thứ ba Tới đây thì đỏ từ siêu đã buông cờ nhận thua sớm. Trần cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.